Rồi lại. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay thì Misa sẽ dẫn mọi người đi house tour nha. Rồi, đầu tiên thì bước từ ngoài cổng đi vô, mọi người thấy một căn nhà rất là mát mẻ. Nhìn bên tay trái thì mọi người thấy không nào? Nguyên một cái bộ sản phẩm mà của Smack màu đỏ. Trời ơi, cực kỳ đẹp, cực kỳ may mắn trong mùa Tết này luôn. Rồi ở đây á là có những cái thiết kế mà nó mang cái âm hưởng địa Trung Hải á mọi người. Đó, thiết kế thì nhìn có cái gương thì nhìn trên nhà nó rộng hơn. Rồi, sang bên tay phải của mình đây, mọi người thấy không? Ở đây đang có rất là nhiều người. À, nhắn lên xe rồi, chào mừng mình xin là sao đang đi? Tôi bạn em à? Không, dạ, bạn em. Oh, hello bạn, tôi Misa nhá. Nhà của ai vậy Misa? Nhà tôi. À, quên. Video clip của em. À, nhà Misa, quý vị, nhà mượn nhá. Ok, hôm nay thì chúng ta có những cái món ăn ngày Tết thôi. Nhưng mà món này là món đặc sản nhà mình rồi nha. Đó là món thịt heo muối. Wow. Ăn xù tự muối luôn á. Iberico Việt Nam như vậy. Rất là ngon luôn. Mê. Ăn dụng thật sự luôn đó. Đó. Đây là bé Hà bạn em là đã vô miếng nè. Trời đất ơi nè. Bé quay phim nè. Rồi đi giới thiệu tiếp đi. Đó là đây là nhà của anh Minh Sù chứ không phải nhà của em nha mọi người. Nhưng mà em làm như đúng rồi vậy đó. Rồi ở đây mọi người thấy một cái bàn trưng bày mọi thứ. Cái bàn này thì là mỗi một mùa nó sẽ được thay đổi theo một cái tình xếp khác. Đây là cây đào, không phải là cái đào. Bên đây là một cái bàn ăn mà chút nữa đây là tất cả mọi người khi mà bước lên cái bàn này rồi. Bước lên cái bàn này. Bước lên ngồi ở cái bàn này thì nó không chỉ là ăn no mà còn là rất là say xỉn nữa đó. Mọi người thiếu tỉnh táo ở đây nữa. Đây mọi người nhìn thấy không? Đây là một khu rất là đẹp, nhà của anh Minh Sù mà em rất là thích cái góc này nhất. Anh Sù rất là tỉ mỉ chăm chút. Rồi từng cái trái cây đây cũng trang trí rất là đẹp. Đây mang lọc lá của anh ơi. Hoa nở tưng bừng lên luôn nè. Đẹp quá. Dạ đây là cái bếp mà anh Sù rất là dày công sắp đặt thiết kế. Tất cả trong bếp nhà anh Sù đều có hết rồi nha mọi người. Anh Sùi còn thiếu duy nhất một cái máy hút mùi ở đây thôi. Dạ trị giá là gần 100 triệu nha. Tại vì nhiều tiền quá em chưa có tiền mua được. Và bạn em cũng không có đủ điều kiện để tặng em. Cho nên nhân đây chúng tôi xin được đồ này. Đồ này từ tất cả những anh chị em mình ơi. Ok mà yêu mình có thể đóng góp vào số tài khoản của Misa. Ôi trời. Ở dưới đây luôn à. Vâng ở dưới đây nha. Thấy chưa anh thấy em hay không? Nhà cái gì cũng có. Còn thiếu này em quảng cáo cho anh để anh đưa một đồ này. Rồi hôm nay sẽ có món vịt nha. Còn trình nóng nóng cặp dạ. Trên đó. Vịt quay. Phòng khách nhà em, ấy lộn phòng khách nhà anh Sù. Đè mà em đứng mà cái đầm nó đứng như em thấy nó hợp dễ sợ tưởng đâu nhà em không luôn á. Đó mọi người coi nè, anh Sù anh rất là kỹ tính sắp xếp từng chút một nha. Nghe nói tấm thảm này cũng mấy chục triệu của anh Sù nè. Mười mấy triệu. Đó rồi. Đây là không gian phòng khách, mời mọi người bước vô. Trong cái thâm cung cho đây để mình coi là anh Sù có cái gì nha. Ở đây mọi người thấy không? Đây là một cái khu mà nước hoa. Nhưng mà cũng không phải là trưng bày bình thường nữa mà anh Sù anh làm cái tiểu cảnh không? Này bữa em tới em chưa thấy có nè, nay mới có nè. Ừ, đẹp quá. Đó, quá đẹp. Ủa, bật đèn đâu ta? Đây có cái đèn trong đây nữa. Rồi, hay quá. Đó, đèn luôn. Tiểu cảnh cho từng cái. Ừ, cái này mới nè, bữa em không có thấy cái này. Rồi. Bên này là phòng giải trí của anh Minh Sù. Phòng giải trí và có phòng toilet cho khách riêng. Theo như anh Sù nói là em thấy ở đây là anh Sù sẽ ngồi đây coi phim nè, có cái dàn loa hát karaoke cũng rất là xịn sò nữa. Đó. Này chắc để hát karaoke đúng không ta? Đúng rồi, coi phim với karaoke. Anh Sù ơi, em vô phòng anh nhớ. Dạ. Mọi người ơi, trời ơi, vô đây tự mọi người cảm nhận cái căn phòng này nó như thế nào nha. Tết nhất là rực rỡ nè, bữa là em thấy nó màu khác, nay màu khác nữa nè. Đúng rồi, bữa màu xanh. Trời ơi, vô đây, ở trong đây là đẹp quá. Căn phòng em mơ ước ở trong đây mọi người ơi. Đâu, căn phòng mi xoa mơ ước. Em mơ ước có một cái bồn tắm nhìn thẳng ra ngoài. Trời ơi, đẹp quá. Ô, cũng là kiến trúc gì đó, kiến trúc địa Trung Hải hết ta. À, anh làm khoét tường đó, kiểu mà tạo dáng là rất là đẹp. Xong rồi em tưởng tượng mỗi buổi sáng nó thể đứng đây, em skin care, em make up ở cái nơi này. Nhà đẹp quá, lúc nào tới em kiểu cũng bị thích. Mà anh rất là gọn gàng, kỹ lưỡng ha.
Và hôm nay là trang trí thêm cái cây này ở đây nữa. Cây mai ha. Đẹp. Bạch mai đúng không? Em không biết cây này, cây này cũng mới luôn á chứ bự. Đẹp ha, chỉnh chu. Mà có ngu quá ha. Quá là. Trời, mày ơi, ôi.